Kính thưa quý vị, Góc nhìn Việt Tân là một chương trình hội luận của Việt Nam canh tân cách mạng Đảng. Tôi là Xuân Ánh, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về đề tài Gene Sharp và phương thức đấu tranh bất bạo động, đặc biệt là phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Ông Gene Sharp là một giáo sư về môn khoa học chính trị. Ông sinh tháng 1 năm 1928 tại Ohio, Hoa Kỳ. Ông là người sáng lập ra Học viện Albert Einstein và là tác giả của tư tưởng cách mạng bất bạo động nổi tiếng và làm thay đổi cả thế giới hiện đại. Ông qua đời vào ngày 28 tháng 1 năm 2018. Để góp tiếng trong chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tiến sĩ Diệu Trân và cũng xin giới thiệu sơ qua về chị. Chị Diệu Trân du học ở Tân Tây Lan qua học bổng Colombo Plan từ năm 1971 và hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Chị là tiến sĩ kinh tế và là dịch giả của cuốn sách Chết bởi Trung Quốc của tiến sĩ Peter Navarro. Chị tham gia Đảng Việt Tân từ năm 1982 và đã từng có dịp đến thăm tiến sĩ Gene Sharp vào năm 2015. Thưa chị, đấu tranh bất bạo động đã trở thành một phương pháp quen thuộc đối với nhiều dân tộc trên thế giới. Xin chị Diệu Trân cho biết cơ duyên nào mà Đảng Việt Tân đã đến với tiến sĩ Gene Sharp và phương pháp đấu tranh bất bạo động của ông. Kính chào quý vị và chào anh Ánh. Thưa anh vừa nói đến một cái chữ mà tôi rất thích, đó là cơ duyên. Nói đến cơ duyên, Đảng Việt Tân gặp được tiến sĩ Gene Sharp cũng như là biết đến phương thức đấu tranh bất bạo động của ông, thì nó là một quá trình lịch sử kéo dài hơn 10 năm. Như quý vị cũng như là anh Ánh cũng đã biết đó, là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam và Đảng Việt Tân với sự lãnh đạo của cố chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã được thành lập từ năm 1982. Và cái mục tiêu của Việt Tân cũng như là Mặt trận là làm sao chấm dứt được chế độ độc tài cộng sản trên quê hương Việt Nam của chúng ta, chấm dứt mọi đau khổ để xây dựng được một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường, đem lại hạnh phúc cho người dân. Thì chúng ta không thể nào kinh qua một cuộc đấu tranh tương tàn, một cái cuộc chiến tranh tương tàn như trước năm 1975. Và làm sao để chúng ta tiết kiệm được xương máu của toàn dân, để bảo trì được tài nguyên của đất nước cho cái giai đoạn canh tân và phục hưng xứ sở hậu cộng sản. Vì vậy mà Mặt trận và Việt Tân đã phát động một công cuộc đấu tranh toàn dân toàn diện, có nghĩa là chúng ta khai dụng cái sức mạnh của toàn dân để từng bước đục rũm, làm yếu đi bạo quyền cộng sản. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa đến một cuộc tổng nổi dậy toàn dân như đã được mục kích tại các quốc gia Đông Âu, Trung Đông hay là các quốc gia Bắc Phi và ngay cả Á Châu trong nhiều thập niên vừa qua. Thì với cái tâm ý như vậy, Đảng Việt Tân đã tìm gặp được cái quyển sách Từ độc tài đến dân chủ của tiến sĩ Gene Sharp. Và khi đọc cái quyển sách này thì những vị lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã nhận thấy ngay đây chính là cái cẩm nang cần thiết cho chiến lược đấu tranh của Việt Tân đã từng theo đuổi. Và vì vậy mà chúng tôi đã liên lạc với Viện Einstein của tiến sĩ Gene Sharp, rồi chia sẻ với họ và ngỏ ý muốn dịch cái quyển sách này sang tiếng Việt Nam, cũng như là phát động phong trào đấu tranh bất bạo động đối với người Việt Nam trong nước cũng như là hải ngoại, và góp phần tổ chức những cái buổi huấn luyện, những cái buổi thực tập về đấu tranh bất bạo động cùng với các NGO, tức là những tổ chức thiện nguyện quốc tế trên thế giới. Chị có dịp gặp tiến sĩ Gene Sharp thì cũng xin chị cho biết một vài cảm nhận của chị về cái vị nhân sĩ này ạ. Dạ vâng, vào khoảng tháng 9 năm 2015 đó, thì tôi có dịp đi sang Boston để sinh hoạt với đồng bào của chúng ta ở bên đó. Và tôi biết tiến sĩ Gene Sharp ở vùng Boston, cho nên đã cố gắng tìm cách để làm sao có thể đến thăm vị nhân sĩ mà tôi rất kính trọng và trân quý biết ơn này. Thì nói thật với anh Ánh là khi mà đứng trước cái căn nhà của ông, tôi đã rất là xúc động. Vì hai cái lý do. Thứ nhất là mình sắp được gặp một vĩ nhân, một người mà mình thầm kính trọng và biết ơn. Nhưng song song đó thì chúng tôi không thể ngờ được là một người nổi tiếng, tài giỏi như ông lại sống ở trong một cái căn chung cư quá khiêm tốn như vậy.
Bước vào trong nhà thì chỉ có hai phòng và đồ đạc cũng rất là đơn sơ. Chỉ toàn là những cái khách sách khảo cứu của ông về vấn đề đấu tranh bất bạo động. Lúc đó thì tiến sĩ Jim Sharp đã 87 tuổi và cụ phải ngồi xe lăn. Nói chuyện không được rõ ràng lắm bởi vì có lẽ là bị chấn thương mạch máu não. Thế nhưng mà tinh thần thì rất là minh mẫn và vẫn còn bầu nhiệt huyết rất là cao độ về vấn đề đấu tranh bất bạo động. We have a completed translation for Vietnamese of self-liberation. So now self-liberation is now in. Và khi cụ biết là đồng bào của chúng ta, dân tộc Việt Nam đang sử dụng, khai dựng cái phương thức đấu tranh bất bạo động của cụ để chấm dứt độc tài cộng sản, thì cụ rất vui mừng, khuôn mặt cụ rạng rỡ, chia sẻ, nói chuyện và cho chúng tôi những cái câu khuyên can, nói là chúng ta cần phải kiên trì. Đấu tranh chắc chắn là thế nào cũng bị những chế độ độc tài họ đàn áp, nhưng chúng ta phải can đảm. Và càng đàn áp, chứng tỏ là chế độ này càng lo sợ cái sức mạnh của người dân. Và nếu là chúng ta kiên trì tiến tới, và nhất là phải kỷ luật trong tinh thần đấu tranh bất bạo động, thì thế nào cũng chiến thắng. Thì tiến sĩ Jim Sharp đã ra đi, để lại cho nhân loại một cái phương thức đấu tranh giải phóng thật là tuyệt vời. Nhưng tôi cũng nghĩ là ông đã để lại cho chúng ta một gương sáng vĩ đại về nhân cách. Ông là một con người rất khiêm cung, sống bình dị, nhân hậu, đầy nhiệt huyết và đã xả thân bỏ cả cái cuộc đời của mình để theo đuổi một lý tưởng. Làm sao tìm được một cái phương thức đấu tranh bất bạo động để giúp cho người dân không phải kinh qua những cái cuộc chiến tranh thảm nạn, thảm hại, tương tàn, đầy máu đổ. Thì đó là cái điều mà tôi vẫn còn nhớ về cái buổi đi thăm cụ. Như chị thấy, các chế độ độc tài trên thế giới đó, họ coi ông như là một kẻ thù nguy hiểm của quốc gia của họ. Thì với sức mạnh của phương thức đấu tranh bất bạo động, nó tác động ra làm sao mà các chế độ độc tài họ lại run sợ đến như vậy, thưa chị? Vâng, như chúng tôi đã chia sẻ, khi mà chúng ta nói đến đấu tranh bất bạo động thì chúng ta nghĩ ngay đến Thánh Gandhi của Ấn Độ hoặc là tiến sĩ Martin Luther King của Hoa Kỳ. Họ đã khai dựng phương thức đấu tranh bất bạo động cho những công cuộc đấu tranh cho dân tộc của họ. Nhưng mà chính tiến sĩ Jim Sharp mới là người đã nghiên cứu thật là kỹ lưỡng các cái phương thức đấu tranh bất bạo động qua nhiều thời đại cũng như là qua nhiều niên kỷ. Và ông đã đúc kết lại thành một cái lý thuyết rất là đơn giản, dễ hiểu, dễ thuyết phục. Và những cái phương thức đấu tranh rất là đơn giản, thí dụ như là 198 cái phương thức đấu tranh mà ông gọi là vũ khí của đấu tranh bất bạo động, mà tất cả chúng ta ai cũng có thể ứng dụng được hết cả. Và chúng ta cũng có thể biến hóa để thích hợp với cái môi trường, cái hoàn cảnh hay là cái cơ hội của đất nước, dân tộc mình. Và cái mục tiêu là chúng ta làm sao để xoáy mòn những cái cột trụ chống đỡ chế độ độc tài. Và từ đó chúng ta có những cái cuộc xuống đường, bất tuân dân sự, tổng đình công, bãi thị, bỏ học v.v. Rồi đưa đến cuộc tổng nổi dậy để làm tê liệt những cái chế độ bạo quyền như vậy. Và cuối cùng họ phải tháo chạy hoặc là ngồi vào bàn hội nghị để đưa đến một cái cuộc bầu cử tự do, thật sự, công bằng và có giám sát của quốc tế. Qua những cái cuộc đấu tranh, hàng trăm cuộc đấu tranh trong hơn một thế kỷ qua, chúng ta thấy là cái niềm tin của tiến sĩ Jim Sharp rất là đúng khi ông tuyên bố là vũ khí của đấu tranh bất bạo động nó mạnh mẽ và hữu hiệu hơn bạo lực rất nhiều. Năm 2011, có hai nhà khoa học chính trị là Erika Chenoweth và Marian Stephen. Hai vị này đã nghiên cứu hơn 300 cái cuộc đấu tranh cách mạng ở trên toàn thế giới, và từ năm 1900 cho đến nay thì họ kết luận là 75% các cái cuộc đấu tranh thành công là nhờ phương thức đấu tranh bất bạo động, chỉ có 25% thành công nhờ vũ lực. Theo em cũng được biết là những cái tác phẩm của tiến sĩ Jim Sharp đã được dịch ra khoảng chừng 42 ngôn ngữ và cũng đã được bí mật chuyển qua các biên giới
nhưng mà bị công an của các chế độ độc tài họ săn lùng, họ tiêu hủy. Theo chị, tại sao phương thức đấu tranh bóc bạo động lại thích hợp với dân tộc Việt Nam, và qua cái thực tiễn Việt Tân nói riêng và đồng bào trong nước nói chung, họ đã đạt được những hiệu quả nào qua cái tiến trình đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài cộng sản? Thưa anh Ánh, cái phương thức đấu tranh với bạo động đó, nó có cái sức mạnh và hữu hiệu nhiều hơn là đấu tranh bạo lực như tôi đã trình bày. Tuy nhiên, đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta thì cái phương thức đấu tranh này lại càng phù hợp hơn nữa, bởi vì dân tộc chúng ta đã phải kinh qua quá nhiều những đau thương chết chóc do chiến tranh từ trước năm 1975. Và sau năm 1975 thì hơn 4 thập niên vừa qua, chúng ta đã phải sống dưới cái ách thống trị của độc tài, đảng trị, bạo quyền. Và nó rất phù hợp với cái con người, cái bản tính nhân hậu của người Việt Nam, và cũng phù hợp với cái mục tiêu nhân bản của Đảng Việt Tân. Chúng ta có cái cơ hội để bảo toàn sinh mạng của người dân, để bảo toàn lấy những tài nguyên thiên nhiên của đất nước, và đặc biệt là nó giúp xây dựng được một cái nền móng vững vàng cho tiến trình dân chủ hóa. Thì chúng ta cũng lại ngăn chặn được cái sự trở lại của độc tài. Như anh Ánh thấy đó, là nếu mà chúng ta áp dụng thành công các phương thức đấu tranh bất bạo động thì có nghĩa là chúng ta đã biết tôn trọng sự khác biệt của nhau để cùng chung sức phối hợp đấu tranh. Và chúng ta đã có cái cơ hội xây dựng được niềm tin, đã phát huy được cái tinh thần chủ động đóng góp vào cái công cuộc chung để góp gió thành bão. Dạ vâng. Có lẽ vì vậy mà hầu như toàn bộ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đó, họ họ biết khai dụng cái phương thức đấu tranh này, và đồng bào trong nước như chị cũng thấy là họ nó rất thông minh, họ sáng tạo để mà họ họ tạo ra những cái thí dụ những cái khẩu hiệu như là HSTS VN, tức là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, họ rải khắp ở các miền đất nước để cảnh báo cho đồng bào trong nước được biết cái nguy cơ, cái thảm họa của Biển Đông. Ngoài ra cũng như là những cái cách mà tranh đấu bằng tiền lẻ ở các trạm bót trên xa lộ, đúng không chị? Chúng ta thấy là đồng bào ở trong nước rất là sáng tạo, linh động, ứng dụng những cái phương thức đấu tranh bất bạo động mà tiến sĩ Jean Sharp đã đề ra cho chúng ta. Càng đấu tranh thì thưa anh Ánh, tôi càng cảm nhận được cái sức mạnh của phương thức đấu tranh bất bạo động, càng trân quý, tri ân những cái nỗ lực của tiến sĩ Jean Sharp, và càng cảm thấy vững tin hơn vào cái ngày mai tươi sáng cho dân tộc mình. Xin cảm ơn tiến sĩ Diệu Trân. Quý vị và các bạn cũng có thể tìm đọc Từ độc tài đến dân chủ qua trang web www.viettan.org. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.